Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin thế giới với những tin sau đây. Chiếc túi xách vô chủ buộc hành khách phi trường Heathrow phải di tản. Nga pháo kích trường mẫu giáo ở Sloviansk, ở Donetsk, Oblast. Tổng thống Lopez Obrador đọc diễn văn toàn quốc, đề nghị cải tổ lực lượng vệ binh quốc gia. Đặc phái viên của IAEA rời khỏi nhà máy điện tử Zaporizhia, thu thập thêm chứng cứ của người dân địa phương. Nhiều khoản viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ được công bố những ngày tới đây. Chính trị gia Nga kêu gọi thay đổi trọng tâm chiến tranh ở Ukraine, loại bỏ Tổng thống Zelensky. Điện Kremlin loan báo, Tổng thống Putin sẽ không tham dự lễ tang của ông Gorbachev. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, chiếc túi xách vô chủ buộc hành khách của phi trường Heathrow phải di tản. Cảnh sát London vào ngày thứ Sáu cho hay một chiếc túi vô thừa nhận đã bị bỏ lại trạm hành khách số 2 của phi trường London Heathrow, buộc mọi người phải di tản khoảng 10 giờ sáng. Khu vực chung quanh trạm hành khách đã bị phong tỏa và cuộc di tản mọi người ra xa đã được tiến hành như là biện pháp đề phòng. Tuy nhiên, thì cảnh sát London sau đó xác định chiếc túi này không gây nguy hiểm và mọi hoạt động đã trở lại bình thường khoảng 30 phút sau, thưa quý vị. Nga đã pháo kích trường mẫu giáo ở Sloveniansk ở Donetsk Oblast. Một trường mẫu giáo Sloveniansk ở Donetsk Oblast đã bị phá hủy vì đạn pháo kích của quân đội Nga trút xuống xối xả, chỉ một ngày sau khi các trường học mở cửa trở lại khắp Ukraine. Thị trưởng Vadim Liak cho biết, trường học Temamok tọa lạc tại đường Toska ở Lovenskian đã bị hư hại nặng nề trong cuộc tấn công của Nga vào hôm thứ Sáu, ngày 2 tháng 9. Con số thương vong chưa được công bố, thưa quý vị. Các trường học đã mở cửa trở lại khắp Ukraine vào ngày 1 tháng 9, nhưng nhiều trường đã bị hư hại nặng nề hoặc là đã bị phá hủy kể từ khi mà bùng phát cuộc chiến tranh xâm lược của người Nga. Tổng thống López Obrador đọc diễn văn toàn quốc đề nghị cải tổ lực lượng vệ binh quốc gia. Thưa quý vị, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador vào ngày thứ Tư đọc diễn văn trước công chúng toàn quốc trên đài truyền hình, đề nghị biến lực lượng vệ binh quốc gia là một tổ chức dân sự thành tổ chức quân sự, đánh dấu nỗ lực của chính khách đã tạo nên sự thay đổi đất nước đáng kể và kêu gọi binh sĩ Mexico quay trở lại doanh trại. Để biến sự kiện trên thành hiện thực thì Mexico sẽ phải thay đổi hiến pháp. López Obrador thành lập lực lượng vệ binh quốc gia vào năm 2019 vì cho rằng cảnh sát liên bang dính líu nhiều vụ tham nhũng và không có năng lực đối đầu với các băng đảng ma túy hùng mạnh tại Mexico. Theo hiến pháp, lực lượng vệ binh quốc gia là tổ chức dân sự đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo Ana Lorena Delgadillo, giám đốc tổ chức công lý, thì sự thay đổi nhằm chuyển lực lượng vệ binh quốc gia thành tổ chức trực thuộc Bộ Quốc phòng sẽ cần cải cách hiến pháp trước tiên. Đặc phái viên của IAEA rời nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia thu thập thêm chứng cứ của người dân địa phương. Thưa quý khán thính giả, người đứng đầu tổ chức giám sát nguyên tử của Liên Hiệp Quốc IAEA, ông Rafael Grossi, đã đến thăm nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia vài tiếng đồng hồ cho biết là ông sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi mà tình hình tại đây hoàn toàn ổn định. Cả Nga và Ukraine đều nói lo sợ thảm họa phóng xạ có thể xảy ra vì hậu quả của các cuộc pháo kích mà hai bên đã đổ lỗi cho nhau. Ông Grossi cho biết, nhóm đặc phái viên của IAEA có mặt tại nhà máy để thẩm định tình hình. Cư dân địa phương đã đệ trình ông Grossi một bản kiến nghị và tài liệu chứng minh sự thiệt hại vì các cuộc pháo kích. Nhiều khoản viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ được công bố trong những ngày tới. Thưa quý vị, phía Nhà Trắng cho biết thêm nhiều gói viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ được công bố trong những ngày tới đây. Tuyên bố này được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden thông báo gói viện trợ vũ khí kỷ lục trị giá gần 3 tỷ Mỹ Kim. Cụ thể, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ là ông John Kirby cho biết vào ngày 31 tháng 8 rằng chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị công bố thêm nhiều gói viện trợ quân sự cho các lực lượng của Kiev, sẽ có thông báo về hỗ trợ an ninh trong tương lai của những ngày tới. Người phát ngôn Kirby đã tuyên bố tại một cuộc họp báo như trên, các gói sắp tới có thể sẽ được rút ra từ 40 tỷ Mỹ Kim được phân bổ cho Ukraine trong dự luật viện trợ kinh tế và quân sự được Quốc hội thông qua vào tháng 5.
Hoa Kỳ đã phân bổ khoản viện trợ này thành các đợt gần như là hàng tuần kể từ khi dự luật được thông qua, với gói công bố tuần trước là gói lớn nhất, tổng trị giá 2,98 tỷ Mỹ kim. Tổng thống Biden đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quân đội Ukraine chừng nào còn cần, mặc dù mục tiêu cuối cùng của Mỹ trong cuộc xung đột là không rõ ràng. Vào đầu mùa hè này, ông Biden từng tuyên bố rằng Mỹ không muốn kéo dài cuộc chiến chỉ để gây thêm đau đớn cho Nga. Nhưng Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã nói về mong muốn gây ảnh hưởng đến sự thay đổi chế độ ở Moscow. Và Bộ trưởng Quốc phòng của ông tuyên bố rằng làm suy yếu Nga là một mục tiêu cốt lõi của Hoa Kỳ. Hiện chưa rõ việc cung cấp vũ khí của Hoa Kỳ đã giúp cho Ukraine cầm chừng các lực lượng Nga ở mức độ nào. Đầu tuần này, phía Ukraine tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã thành công trong việc phản công ở ba khu vực thuộc vùng Kherson do Nga kiểm soát. Ông Yuri Soboflevsky, Phó Chủ tịch Hội đồng khu vực Kherson, cho biết quân đội Ukraine đã giành được thành công trong chiến dịch phản công ở ba khu vực trong tỉnh là thành phố Kherson, Berislav và Kharkovska. Tuyên bố của ông Soboflevsky được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng của Nga tuyên bố nỗ lực của Ukraine nhằm tổ chức một cuộc phản công ở miền Nam đã thất bại. Bộ này cho rằng các lực lượng Ukraine đã bị tổn thất nặng nề về trang thiết bị và nhân lực. Thay đó, thì lực lượng quân sự Nga đã bắn rơi 3 máy bay trực thăng của Ukraine. Ngoài ra, thì Nga cho biết Ukraine đã mất 4 máy bay chiến đấu trong 2 ngày giao tranh quanh chiến tuyến Mykolaiv, Kyrgyzstan và ở các khu vực khác ở miền nam Ukraine. Trước đó, thì quân đội Ukraine vào ngày 29 tháng 8 tuyên bố chính thức phản công ở Kherson, miền nam của nước này. Giới chức còn liên tục đề cập đến kế hoạch phản công vài tháng trở lại đây khi tăng cường sử dụng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS của Mỹ viện trợ nhắm vào các tuyến tiếp vận và liên lạc của Nga. Trong bài phát biểu tối 29 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội của nước này sẽ đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi toàn bộ lãnh thổ, trong đó có cả bán đảo Crimea và các khu vực ở Donbass. Tuy nhiên, thì ông tránh đề cập đến chi tiết hoạt động phản công. Không lâu sau khi mở chiến dịch, Ukraine tuyên bố đã phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga gần Kherson. Còn về phía Nga, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Kanashenkov hôm 30 tháng 8 thông báo quân đội Ukraine đã mất 1.200 quân nhân trong ngày qua khi mà tổ chức tấn công lực lượng của Moscow ở khu vực Nikolaev, Kirovohrad và các vùng khác. Trong vài tuần qua, thì các quan chức của Ukraine nhiều lần cảnh báo sắp mở trận đánh lớn nhằm giành lại Kherson và các khu vực của miền Nam. Trong một nỗ lực ngăn chặn đà phản công của Ukraine, thì Nga đã chuyển hàng ngàn của quân từ Donbass xuống miền Nam Ukraine. Nhiều chuyên gia nhận định, ở thời điểm hiện tại, Ukraine khó thực hiện chiến dịch phản công quy mô lớn, ngay cả khi trước đó, Kyiv đã giành lại quyền kiểm soát một số làng mạc, khu dân cư hay cắt đứt các tuyến đường tiếp vận quan trọng của Nga ở miền Nam. Và kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết, đó là chính trị gia của Nga đã kêu gọi thay đổi trọng tâm chiến lược ở Ukraine, đó là loại bỏ Tổng thống Zelensky. Các nhà lập pháp của Nga đang kêu gọi hoạt động quân sự đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin. Xin lỗi quý vị, ông Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine phải chuyển trọng tâm. Theo đó, mục tiêu chính là sẽ loại bỏ Tổng thống Volodymyr Zelensky và chính quyền của ông. Hai đại biểu của Duma Quốc gia Nga là ông Sergei Mironov và ông Mikhail Sheremet đã thúc đẩy sự thay đổi trong các bài đăng riêng biệt trong tuần này. Trong một video lan truyền trên mạng xã hội vào hôm thứ Tư, ông Mironov đã nói rằng các hành động khủng bố vẫn tiếp tục. Daria Dugina đã bị giết và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang bị bắn phá. Có vẻ như là hoạt động quân sự đặc biệt tương tự có thể triển khai như là một cuộc chiến chống khủng bố. Ông Mironov cũng là người đứng đầu đảng chính trị Just Russia nói thêm rằng một trong những mục tiêu chính của nhiệm vụ chống khủng bố đó là tiêu diệt các thủ lĩnh băng đảng và mô tả ông Zelensky là thủ lĩnh của nhà nước Đức Quốc xã và là một tên khủng bố chủ chốt. Vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti đã đưa tin rằng ông Mironov cho biết việc thay đổi cục diện cuộc chiến của ông Putin sẽ giúp cho nhà lãnh đạo Nga đạt được một trong những mục tiêu của mình. Ông Mironov cho biết, một trong những mục tiêu mà Tổng thống Putin đặt ra đó là phi phát xít hóa Ukraine sẽ không thể đạt được nếu không thanh lý chế độ khủng bố tội phạm của ông Zelensky.
Tương tự, ông Sheremet cũng đề xuất rằng hoạt động của chính quyền ông Putin ở Ukraine nên tập trung vào chống khủng bố. Trong một cuộc phỏng vấn với đài RIA Novosti vào hôm thứ Tư, ông Sheremet nói rằng Ukraine đã trở thành một thành trì và điểm nóng của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Đại biểu Duma đã cáo buộc Kiev là đã hủy diệt dân số của pháo của mình, pháo kích vào các thành phố yên bình và nhà máy Zaporizhia. Ông mô tả những cuộc tấn công này và những nỗ lực gây hấn chống lại các quốc gia láng giềng đó là một tội ác. Do đó, tôi tin rằng bản chất của hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine nên được thay đổi. Đây không chỉ là một hoạt động đặc biệt nữa, mà là một hoạt động chống khủng bố. Ông Sheremet đã nói và nói thêm rằng là Kiev là mối đe dọa đối với toàn bộ thế giới văn minh. Ông Putin và các quan chức của Nga khác đã nhiều lần cho rằng Ukraine được lãnh đạo bởi những kẻ phát xít mới, mặc dù bản thân của ông Zelensky là người Do Thái và có thành viên gia đình đã bị giết trong cuộc diệt chủng Holocaust. Các chuyên gia quân sự tin rằng mục tiêu cuối cùng của ông Putin đó là chiếm toàn bộ Donbass và đánh chiếm các khu vực có tầm quan trọng chiến lược khác, bao gồm Kherson, nơi mà các lực lượng Ukraine đang tiến hành phản công. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận tính cho đến ngày 21 tháng 8, thì chiến dịch quân sự của Nga đã gây ra 13.477 thương vong dân thường ở Ukraine, cùng có 5.587 người chết và 7.890 người bị thương, thưa quý vị. Điện Kremlin loan báo Tổng thống Putin sẽ không tham dự lễ tang của ông Gorbachev. Thưa quý vị, Điện Kremlin vào ngày thứ Năm 1 tháng 9 đã nói rằng Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin sẽ không tham dự lễ tang của cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev diễn ra vào ngày thứ Bảy 3 tháng 9. Ông Mikhail Gorbachev qua đời ở tuổi 91 vào ngày 30 tháng 8 giờ địa phương. Tang lễ của ông dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 3 tháng 9. Sau đó thì thi hài của cựu lãnh đạo Liên Xô sẽ được an táng tại nghĩa trang Novodevichy, Moscow. Truyền hình nhà nước Nga vào ngày 1 tháng 9 để chiếu cảnh Tổng thống Putin kính cẩn đặt hoa hồng đỏ bên cạnh linh cữu của ông Gorbachev tại Bệnh viện Trung ương ở Moscow. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy ông Putin đã làm dấu thánh trước khi chạm khẽ vào cạnh linh cữu. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới rằng thực tiết, lịch làm việc của Tổng thống sẽ không cho phép ông bày tỏ lòng thành kính với ông Gorbachev vào ngày 3 tháng 9. Vậy nên, ông đã quyết định làm điều này hôm nay. Khi được hỏi liệu ông Gorbachev có được tổ chức lễ tang cấp nhà nước, thì ông Peskov cho biết lễ tang sẽ có các yếu tố của lễ tang nhà nước, chẳng hạn như có đội danh dự và các nghi thức khác. Trước đó, sau hơn 15 giờ tin tức về cái chết của ông Gorbachev được loan báo, thì Tổng thống Putin đã gửi điện tín chia buồn với thân quyến của cố lãnh đạo Liên Xô. Trong bức điện tín đó, thì ông Putin đã nói rằng ông Gorbachev có ảnh hưởng to lớn đến tiến trình lịch sử thế giới và đã hiểu sâu sắc rằng cải cách là cần thiết để giải quyết các vấn đề của Liên Xô trong những năm 1980. Quỹ Gorbachev loan báo lễ tang của ông sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa ngày 3 tháng 9 giờ Moscow, thay vì bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày như thông báo trước đó, thưa quý vị. Quý vị vừa theo dõi phần tin thế giới. Tiếp theo đây là phần tin Á Châu, sau một vài thông tin thương mại của đài. Vẫn mong quý vị tiếp tục theo dõi.